đẹp làm sao. Tớ rất thích ở đây. Và đây là đài phô sô cô la của chúng ta. Bạn đã sẵn sàng để chiến đấu về nó chưa? Cảnh báo các bạn, nó sẽ không dễ dàng đâu. Bạn cần phải đặt tay rau sau lưng. Tốt lắm, khởi đầu rất tốt. Thời gian sẽ bắt đầu nhé. Chúc mọi người may mắn. Trước tiên, bạn cần phải nhấc cái bút này lên. Nó sẽ không dễ như tớ nghĩ đâu. Nhưng mà tớ làm được rồi, bây giờ phải vẽ. Bạn ngốc lắm, chúng tớ đã bận rộn từ lâu rồi. Không có gì, bây giờ tớ sẽ đuổi kịp bạn. Tớ nghĩ tớ làm rất là tốt. Hãy xem Mia làm nào nhé. Phần nền đã sẵn sàng, nhưng tớ không thích nó chút lắm. Có gì đó không ổn. Tớ biết làm gì rồi. Tớ biết làm nào để vẽ một bức tranh thực sự rất đẹp. Cần phải sử dụng da. Bạn có thấy tớ khéo léo như thế nào không? Wow, bạn ấy vẽ tuyệt vời thật đấy Mia. Với tốc độ này bạn sẽ đánh bại tớ mất. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao Jennifer lại bị ngã vậy? Tớ chỉ muốn tháo nắp ra khỏi bút dạ thôi. Đấy, Mia lại đi bước trước một bước rồi. Bạn ấy là một đài phun nước rất đẹp. Làm sao bây giờ? Ôi, hình như đây là một cái lông rất tuyệt. Ôi không, mình sẽ hát xì hơi mất. Trời ơi, hãy xem bản vẽ của tớ bị sao rồi. Trời ạ, Jennifer, làm sao mà bạn có thể làm như vậy? Ê, bạn đang cười cái gì vậy? Nhìn lấy đi. Mia, tại sao cậu lại làm vậy? Ôi, buồn cười thật đấy. Và nếu bắn tung lên bản vẽ của bạn sẽ còn thú vị hơn. Jennifer, bạn đang làm gì vậy? Bạn cũng muốn như vậy sao? Ôi, hết giờ rồi, may quá. Ừ, bạn may mắn đấy. Nào nào, hãy xem có gì ở đây nào. Mia, đó là mỏng bức vẽ của tớ. Tớ biết là bạn sẽ không thích nó đâu mà. Tớ e rằng bức vẽ của tớ không tốt cho lắm. Tất cả chỉ vì Jennifer. Các bạn làm tớ không hài lòng đâu. Em chắc chắn rằng cô sẽ thích công việc của em. Thành thật mà nói, không có nhiều lựa chọn. Thôi được rồi, Jennifer sẽ thắng. Nhận đài phun nước đi. Tuyệt thật đấy, nó to thật đấy. Hãy ghen tị vào tí đi. Tớ muốn thử loại sô-cô-la này từ rất lâu rồi. Và giấc mơ của tớ đã trở thành hiện thực. Oh my God. Chúng ta không nên ngồi xem điều này đâu. Và ăn trộm sô-cô-la từ bạn ấy. Trước khi bạn ấy mình tự ăn hết nhá. Ôi, thật là ngon, ý tưởng tuyệt vời Mia. Ngon quá. Ê, sô-cô-la của tớ đâu hết rồi? Tớ đã quyết định lấy một ít rồi. Thật là bất công. Giới thiệu cho bạn giải thưởng mới. Con thực sự là đáng yêu không? Ồ vâng, thiên thần thực sự. Hãy đi đến đây nào bạn yêu. Ồ, cái gì nữa đấy? Chúng ta phải vẽ phân phải không? Thành thật mà nói, bạn rất là thông minh. Bắt đầu. Ôi, trông không tốt cho lắm. Tớ thực sự không muốn vẽ cái này. Nhưng tớ sẽ cố gắng. Không còn lựa chọn nào khác. Hơn nữa tớ nghĩ nó sẽ phải dễ dàng chứ. Ôi, tớ hơi chậm. Cần bù đắp khoảng thời gian đã mất. Tớ nghĩ vẽ bằng chân là một cách rất là tuyệt vời. Ôi, mùi này đến từ đâu vậy? Mia. Tuyệt vời, tớ đã loại bỏ một đối thủ rồi. Bây giờ tớ có thể bắt đầu vẽ. Cơ hội chiến thắng của tớ càng lúc càng tuyệt vời đấy. Chỉ còn cần thêm một chút nỗ lực nữa thôi. Đấy, Mia đã vẽ nhưng tớ không thể cầm được bút dạ. Yeah, cuối cùng tớ cũng làm được. Tớ đang tiến tới chiến thắng đấy. Bắt đầu nào. Ôi, tớ mất bút dạ rồi. Tớ cần cái màu này chứ. Được rồi, tớ sẽ cố gắng tìm một cái màu khác vậy. Một lần nữa không có gì thì lấy được. Ê, Mia đang vẽ gần xong rồi sao? Thời gian không còn nhiều. Dừng lại, tác phẩm của các bạn đâu? Ôi không, tớ không có thời gian để vẽ bất cứ điều gì. Còn tớ thì đã sắp xong rồi. Bạn có thích nó trông? Trông có vẻ trông cũng được. Hãy thử bức vẽ khác nhá. Em đã cố gắng rất nhiều. Làm tốt lắm Mia. Ôi mấy giờ rồi? Có vẻ như tớ quên mất rồi. Ô đến lúc chiến thắng rồi sao? Ôi, đã hiểu hết rồi. Kết đã thua cuộc.
Ôi không, đó không phải lỗi của tớ, tớ đã bất tỉnh vì Mia. Tớ sẽ phải ăn cái này thật sao? Phù, trông thật là đáng tởm. Tớ sẽ thử một miếng vậy. Ô, đó là sô-cô-la mà, thật là tuyệt vời. Tớ đã sẵn sàng ăn món từ sáng đến tối, ngon thật đấy. Trời ạ, à, cậu dừng lại đi. Nhìn tôi đã thấy ghê rồi. Ôi, tớ thấy buồn nôn quá. Trời ạ, à, có lẽ nên thử. Và một điều tuyệt vời khác nữa. Ôi, thật là đáng yêu. Em ngồi xuống đi em yêu, chúng ta sẽ phải đợi một chút cho khi các cô gái làm việc của họ. Nhân tiện, bạn sẽ vẽ vẽ trên khuôn mặt của bạn nhé, ngay ở đằng trước luôn. Bắt đầu. Safi sẽ là của tớ, bạn sẽ thấy thôi. Chúng ta sẽ tạo ra nhau. Tớ nghĩ rằng trang điểm cho con mèo này sẽ rất hợp với tớ. Bút chì màu trắng vô dụng, tớ thả dùng bút xanh còn hơn. Trông sáng sủa làm sao. Bây giờ chúng ta sẽ xem vẽ mắt như thế nào nhé. Ôi, nó thực sự rất hợp với bạn. Tớ hy vọng bức vẽ của tớ cũng sẽ đẹp. Không ai có thể đánh bại tớ đâu mà. Tớ sẽ hoàn thành bản vẽ trong gương. Như nào có thể tuyệt vời hơn? Như này chắc chắn sẽ không ai có thể thắng tớ. Đấy, đã hoàn thành bản vẽ một nửa. Jennifer, bạn thế nào rồi? Không biết điều gì sẽ xảy ra nhưng tớ thực sự rất thích quá trình này. Tớ cũng vậy. Ê, bạn làm gì vậy? Bạn sử dụng một chiếc gương. Ê, giờ không công bằng. Thế sao bạn lại đẩy giờ Mia? Hãy nhìn xem chuyện gì đang xảy ra kìa. Rối loạn. Ồ, đúng rồi. Cần phải cho bạn ấy một bài học để lần sau không phạm quy tắc nữa. Kate, bạn đã bắt chúng tớ làm điều này rồi đấy. Xin lỗi nhé. Không, dừng lại. Mia, làm ơn. Bản vẽ của tớ đã biến mất. Oh my God. Nhưng mà tại sao? Tớ đã nỗ lực rất nhiều mà. Nhưng bạn sẽ không bao giờ vi phạm các quy tắc một lần nữa đâu. Có vẻ như Mia đã rất tự tin vào chiến thắng của mình. Tôi không thích điều này. Mia, cậu có thể xem được không? Bức vẽ của bạn trông không được tốt lắm. Đừng lo, tôi sẽ giúp cậu. Tôi sẽ sửa nó ngay bây giờ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bạn đang làm gì vậy? Trông tớ như nào? Tốt hơn rất nhiều. Cô thấy mọi thứ đã sẵn sàng. Rất là tuyệt, bởi vì thời gian đã kết thúc rồi. Em yêu, đừng nhìn nó. Không có gì tốt ở đó đâu. Của em sao? Như này thậm chí còn tệ hơn. Thật không? Nhưng Jennifer đã sửa mà. Bạn đã lừa tớ sao? Không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ôi, có vẻ như không có nhiều lựa chọn. Jennifer đã thắng. Hãy giao với bạn ấy đi. Oh no, ra đây nào em yêu. Ôi, nó sẽ là của tớ. Thật là đáng yêu. Ôi, tại sao lại muốn hát gì này? Có vẻ như Jennifer bị dị ứng với mèo rồi. Đó là điều tuyệt vời. Chúng ta có thể lấy con mèo mà. Có gì đó không ổn với tớ rồi. Ừ, nghỉ ngơi đi. Wow, nhiều nước sốt thật đấy. Bạn đã biết bạn sẽ vẽ gì rồi. Đã đến lúc thấy chính xác bạn sẽ vẽ gì. Trời ơi, cả sống sao? Tớ không nghĩ ai đó được muốn lấy đâu. Phải cố gắng rất là nhiều để nước sốt theo ý của bạn. Chúc bạn ngày mắm nhé. Nào, tớ đã sẵn sàng chiến đấu đến cùng. Tớ cũng vậy Mia. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Jennifer nhìn kìa, bạn đang ném rác vào mặt tớ rồi. Ôi, tớ xin lỗi, tớ không nghĩ mọi chuyện là như vậy. Ôi, thật là thái quá. Tớ hy vọng không ai các bạn sẽ ném vào tớ lần nữa. Đã đến lúc cho bản thân vẽ rồi. Hãy xem chúng ta có gì ở đây nhé. À, sốt cà chua, trông rất sáng sủa. Nó vừa vặn trên giấy và có lẽ sẽ sử dụng được nó. Tớ thì thích màu vàng. Tớ sẽ gắn bó với nó. Nhìn nó đẹp làm sao này. Đây là những gì cần thiết. Nhân tiện, nó là một niềm vui rất đẹp. Thật tệ là nó sốt hết nhanh quá. Sẽ phải chọn một cái khác thôi. Mù tạt, rất hoàn hảo. Hơi màu khác một chút nhưng mà tớ vẫn thích. Và bên trong sẽ là ketchup nhé. Bản sắc thật là tuyệt vời. Mình chắc chắn là sẽ không có ai nói là tệ đâu. Ôi,
Meow cũng sắp hoàn thành rồi. Ồ, tớ cũng sắp hoàn thành. Có vẻ như tớ đang ở phía sau. Tớ phải nghĩ ra một cái gì đó. Tớ biết. Tớ sẽ vẽ tất cả cùng một lúc. Điều này sẽ giúp tớ tiết kiệm thời gian. Nhưng chú cũng mùi thơm làm sao? Tớ phải thử tất cả. Ôi, ngon thật đấy. Ôi, tớ muốn thêm và thêm và thêm hơn nữa. Ôi, tớ muốn ăn quá. Bạn đang làm gì vậy, Jennifer? Kiểm soát bản thân đi, nếu không bạn sẽ không có gì để vẽ đâu. Đấy, xong rồi. Ôi không. Trời ạ, nó xốp rơi ngay vào bức vẽ của tớ. Trời ạ. Tớ không muốn làm bạn buồn, nhưng thời gian không còn nhiều đâu. Tớ hoàn toàn quên mất. Dừng lại nhá. Ôi ngon quá. Ôi không, tớ đã không vẽ một cái gì cả. Làm sao tớ có thể như vậy? Đó là một thất bại. Mia, có một bức vẽ tuyệt vời. Tớ chắc chắn sẽ thua, mặc dù nó vẫn chưa kết thúc đâu. Xin lỗi, nước sốt đã đổ lên bàn vẽ của tớ rồi. Trong khi không ai nhìn thấy, cần nhanh chóng thay đổi bản vẽ thôi. Thôi để xem nào, ai sẽ có những cái gì. Đây là con cá của tớ. Nó thực sự là đẹp đúng không? Ôi, rất khó để nói là không. Còn của tớ thì sao? Đó là tờ giấy trắng mà. Ôi không, tớ bị lừa rồi. Jennifer, bà đã đổi bản vẽ của chúng ta sao? Bây giờ điều này không còn được chứng minh được nữa. Thế nên bà phải ăn cá thôi. Ăn ngon miệng nhá. Tớ không thích mùi này. Thật là kinh khủng. Bà không thể làm được gì, phải ăn thôi. Tớ có một kế hoạch rất tuyệt vời. Nếu bạn nấu cá lên thì sao? Tớ nghĩ nó sẽ ngon hơn rất là nhiều đấy. Ồ, có vẻ như dùng cái này rất là khó. Ồ, đúng rồi. Xin lỗi Jennifer, tớ vô tình thôi. Nhưng thầy thật mà nói, bạn có những gì đáng xứng đáng. Hãy chiên cá của tớ một cách đúng cách nhé. Wow, nhìn ngon chưa kìa. Tớ sẽ ăn món này thôi. Wow, tớ cũng muốn thử. Muộn rồi bạn. Các bạn đã làm mọi cách để tớ ăn con cá này. Nó thật là dịu dàng, tuyệt thật đấy. Nào, tớ chắc chắn sẽ gặp may mắn rồi. Nào, máy, đừng làm tớ thất vọng. Tớ muốn một cái gì đó ngon. Skittles. Được, may mắn về phía ngày hôm nay rồi. Tớ cũng sẽ được may mắn thôi. Tớ sẽ muốn có một cái gì đó ngon để Mia ghen tị. Cố lên máy ơi, cố lên. Cái gì? Thức ăn cho mèo. Hoàn toàn không những gì tớ mong đợi. Chờ cậu chửa đấy. Không, tớ sẽ lấy món ngon của tớ. Ồ, nút ma thuật. Nào, ấn cùng nhau nhé. Ôi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ồ, khách của tớ đến rồi. Chào mừng bạn đến với thử thách. Nào, đến lúc phải nhấn nút rồi đấy. Tớ nhọn màu cam. Tớ chắc chắn sẽ được may mắn thôi. Sự lựa chọn tuyệt vời, Jennifer. Ồ, đó là Nutella. Cậu thực sự rất may mắn đấy. Bởi vì có cả một xô Nutella dành cho cậu đấy. Tất cả là của cậu. Ồ, ngon làm sao. Ôi, đó là Nutella. Tớ sẽ không nhầm lẫn hương vị này với bất cứ thứ gì đâu. Đổ đi, đừng có tiếc. Như cậu ước thôi. Xong, đến giọt cuối cùng rồi nhá. Ôi, trời ạ. Cái này đáp vào đồ tớ rồi. Nhưng mà cái thùng Nutella hết rồi à? Nếu sự ngon lành như vậy đã đổ lên đầu Jennifer, thì tớ chắc chắn cũng sẽ là người may mắn thôi. Ồ, cậu nói đúng đấy Mia. Cậu nhận được kẹo dẻo. Tớ có một gói lớn. Và cậu sẽ không đói đâu. Ôi, mơ kẹo dẻo. Trời ơi, tớ muốn ngậm một viên kẹo bằng miệng. Tuyệt lắm. Tớ nghĩ tớ có một ý tưởng tuyệt vời. Jennifer, cậu đưa má đây. Mia, cậu làm gì vậy? Thôi, đừng buồn. Hãy tự xem đi. Kẹo dẻo gì mà không có Nutella chứ. Ôi, ngon quá. Ừ, một ý tưởng tuyệt vời đấy. Ô, Mia có cả một hộp kẹo dẻo. Có lẽ cậu ấy sẽ chia sẻ với tớ. Mia, lâu lắm rồi không gặp. Cậu tặng cho tớ một viên kẹo nhé. Cậu muốn kẹo dẻo à? Ừ, tại sao không? Giữ lấy này. Ừ, cảm ơn cậu rất nhiều. Ôi, cậu làm gì vậy? Ôi, tớ sẽ không chia sẻ với cậu đâu. Đây là kẹo dẻo của tớ, có nghĩa là tớ sẽ tự ăn chúng. Trời ạ, đồ tham lam. Vậy thì tớ cũng sẽ có kẹo dẻo riêng của tớ thôi. Tớ không muốn làm cậu khó chịu. Nhưng mà cậu sẽ không có kẹo dẻo trên màn hình đâu, bạn thân yêu. Ôi, cái gì thế này?
Trời ạ, đâu tớ? Đây rõ ràng không phải là những viên kẹo dẻo mềm nhỏ mà tớ muốn. À, giấy vệ sinh. Ồ, tớ vừa có một ý tưởng tuyệt vời đây này. Bây giờ cậu ấy sẽ biết thế nào mà tham lam. Trời ơi, chuyện gì vậy? Ôi, đây là giấy vệ sinh phải không? Trời ơi, cái gì vậy? Cậu phải theo dõi quan sát đồ ngọt của mình chứ, đồ tham lam. Trời ơi, bây giờ tớ dính trong cái gì đây? Tớ muốn đi tắm nhanh chóng. Ôi, không đâu em yêu, cậu cần phải ấn nút thôi. Thế được rồi, tớ sẽ nhấn cả hai cái. Ồ, xem nào. Ồ, bột mì với mật ong. Mia, như này sẽ rất vui đấy. Mở nắp ra và bắt đầu nhé. Ôi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ôi trời ạ, ngọt thế. Ôi, đây là mật ong. Tớ yêu mật ong. Ôi, rất là vui đấy. Bây giờ sẽ có một cái còn vui hơn rơi vào đầu cậu. Ôi, ngọt thế, ngon thế. Ôi, đừng di chuyển nhá. Ô, trời ạ, có cái gì đang rơi vào đầu tớ đây? Cái gì đó màu trắng, đây là tuyết sao? Không, nó giống như bột hơn. Bạn nói đúng đấy, vui lắm. Ôi trời ạ, chơi như thế nào bây giờ? Không biết Mia, nhưng mà cậu trông thật là buồn cười, giống như một cái bánh vậy. Thôi, không nói nữa, mình sẽ ấn nút hồng nhé. Và nó mang cho bạn ngũ cốc kỳ lân. Xin chúc mừng bạn nhé. Ôi, tớ sẵn sàng rồi. Thôi, được rồi, ăn chúng đi, mở miệng to ra nhé. Ngon quá. Tận hưởng đi, vận may có thể quay lưng lại bất cứ lúc nào đấy. Ồ, tớ biết rồi, tớ có một cái xô Nutella, có thể thu thập những chiếc nhẫn ở trong này. Như này thuận tiện hơn nhiều khi ăn chúng. Ồ, ngon quá. Trời ạ, tớ có thể ăn như này ngày nào cũng được. Được rồi Jennifer, tớ rất vui vì cậu đang hạnh phúc. À, để vui hơn thì tớ muốn thử một cái miếng này nữa. Cậu ấy đang nghĩ ra cái gì vậy? À, tớ hiểu rồi. Sữa, tất nhiên rồi. Bữa sáng khô gì, phải có sữa chứ. Ôi trời ạ, đây là hoàn toàn vấn đề khác luôn. Tớ sẽ đặt cái xô ở dưới. Và trong khi sữa đang đổ, có thể nhai ngon. Ngon quá. Ê, Hề ơi, còn tớ thì sao? Này, tớ cũng đã luôn nhấn nút rồi. Cho tớ đồ ăn ngon đi. Tớ không muốn làm cậu buồn Mia, nhưng thức ăn cho chó hầu như không phải ngon chút nào. Nhưng chắc chắn sẽ rất là vui. Trời ơi, hôi quá, tớ không mong đợi điều này. Thôi đủ rồi, đủ rồi. Trời ạ. Ôi, tớ không muốn ăn ở đây đâu, kinh quá. Trong khi cậu trong chiếc hộp đó Mia, quy tắc của tớ phải được áp dụng. Khi nào tớ ra khỏi đây, tôi ơi cậu nên né tránh xa tớ ra. Ôi, trông cậu buồn cười lắm Mia. Thôi được rồi, tớ sẽ nhấn hai cái nút liền nhá. Ồ, táo bạo đấy. Giống như quyết định táo bạo của cậu có hiệu quả. Combo yêu thích là trên màn hình của tớ. Hãy bắt đầu với trứng nhá. Ai, đau quá. Trời ạ, à, những viên đá này là gì đây? Ôi không, đây là trứng sống. Trời ạ, à, thật là xui xẻo. Đúng vào mặt nữa chứ. Nào Jennifer, bạn tỉnh chưa? Nếu cậu nhớ, cậu đã nhấn hai nút liền. Trời ạ, à, đó chưa phải là tất cả sao? Tất nhiên là chưa rồi. Bây giờ là lông, vì cả một đống. Trời ạ, à, ôi giời ơi, cái gì đây? May mắn thực sự đã quay lưng lại với tớ rồi. Bây giờ tớ như một con gà vậy. Trời ạ, à, cậu đã làm gì với tớ đây đồ hề? Ôi, lông thực sự rất hợp với cậu đấy Jennifer. Cậu đang cười cái gì vậy? Nhấn nút đi Mia, bấm đi. Thôi được rồi, bấm cái này nhá. Ồ, cậu may mắn thật đấy. Nước sốt Tabasco. Mia giữ chặt lại, nhưng mà đừng mở miệng ra nhá. Trời ơi, cảm ơn vì lời khuyên. Cậu có thể chỉ không đổ nước sốt vào tớ được không? Trời ạ, à, đó là quy tắc Mia, vì vậy phải kiên nhẫn đi. Ôi trời ạ, à, nó kết thúc rồi. Ôi trời ạ, à, vào mồm rồi, tớ đang bốc hỏa. Wow, thật đáng kinh ngạc. Ôi cứu, trời ạ, à, tớ cháy rồi. Trời ạ, à, ai bảo cậu đổ Tabasco vào người tớ? Thôi được rồi Mia, tớ sẽ giúp cậu. Tớ sẽ mặc một bộ đồ vào, bây giờ tớ là một lính cứu hỏa thực sự. Bây giờ phải tắt ngọn lửa thôi. Ôi, cảm ơn. Trời ạ, bây giờ tớ ếch hết rồi, nhưng mà không còn lửa nữa. Làm tốt lắm. Tuyệt, bây giờ tớ nghĩ thử thách thành công rồi. Monica, cậu là người đầu tiên quay bánh xe đi.
Tớ không muốn cây xương rồng. Nhưng tớ sẽ không từ chối kem đâu. Cậu không được làm điều này. Cây xương rồng có nghĩa là cây xương rồng. Cậu không may mắn rồi. Đừng lo, tớ sẽ may mắn thôi. Và cậu sẽ hạnh phúc cho tớ. Để xem nhá. Đấy, tớ đã nói với cậu rồi mà. Không có gì ngon hơn kẹo cao su Hubba Bubba. Nhất là khi có cả một đống luôn đây này. Tớ muốn nhanh chóng lấy chúng ra khỏi hộp và dán nó lên trên bánh. Tớ nghĩ nó sẽ rất là ngon đây. Và rất là tuyệt vời. Cho đến nay, tớ có một chiếc bánh đẹp nhất mà tớ từng thấy luôn. Và nó vẫn chưa là kết thúc đâu. Và những phần kẹo cao su còn lại, tớ có thể làm trái tim. Ôi đẹp quá. Monica, cậu thấy thế nào? Tớ nghĩ rất là dễ thương đấy. Đã đến lúc phải thử rồi. Ôi đúng rồi. Nó cực kỳ ngon luôn ý. Tớ muốn ăn chiếc bánh này hết luôn cả cùng một lúc luôn. Tớ có thể thử một tìm trái tim được không? Không, tớ sẽ tự ăn. Cậu có muốn nhìn thấy bong bóng lớn nhất trên cuộc đời mình không? Cậu không muốn chia sẻ với tớ. Và tớ không muốn nhìn vào bong bóng của cậu. Nhận lấy này. Cái gì vậy? Sao cậu dám? Mặt tớ bây giờ đầy nhấp nháp rồi. Thôi đừng có cười nữa. Tốt hơn hãy ăn bánh xương rồng của cậu đi. Nhưng mà tớ ăn nó thế nào bây giờ? Cây xương rồng rất nhiều gai. Chính xác. Nếu cậu loại bỏ được cây kim thì cây xương rồng sẽ không gây hại vào vấn đề gì. Nhưng kéo cắt móng tay này rõ ràng không đủ. Và cái này thì lại quá to. Tớ nghĩ những chiếc máy cắt này hoàn toàn tuyệt vời. Ôi chán quá. Sẵn sàng. Bây giờ chỉ còn một việc để làm. Nạo cây xương rồng lên trên chiếc bánh của tớ. Ừ, tớ đây, tớ đây. Ôi, nhìn tớ nghĩ ra cái gì này. Ôi, trông rất là đẹp đấy. Đừng có nói nữa, đến giờ ăn rồi. Hy vọng nó ngon hơn vẻ ngoài của nó đấy. Ôi không, giống như tớ đang ăn bánh có hương vị cỏ cây vậy. Kinh tởm. Ôi, chúc cậu ngon miệng nhá. Tớ muốn là người đầu tiên quay bánh xe. Cậu đang đùa tớ sao? Tớ ghét trai. Tại sao tớ lại đen đủi như vậy? Bởi vì tớ may mắn hơn. Còn tớ thì có kem. Và tớ sẽ đổ chúng lên bánh ngay bây giờ để làm cho nó ngon hơn nữa. Quan trọng là phải lắc cho kỹ. Sẵn sàng. Bây giờ có thể thưởng thức được rồi. Ôi Santa Claus, ông đang làm gì ở đây vậy? Đây không phải là Giáng sinh đâu. Vui lắm đấy, cậu chỉ ghen tị với tớ thôi. Tớ vẫn còn cả một chiếc bánh phủ kem ngọt ngào đây này. Ôi, tớ sẽ không từ chối điều này đâu. Bánh cũng đang chờ cậu kìa. Nhưng với chai. Ôi, nó thật là khó chịu. Ai, và rất là cứng nữa chứ. Trời ạ, vì chúng mà tớ mất một chiếc răng rồi. Sau cái này, tớ sẽ không trả vào chúng nữa đâu. Cậu chỉ không biết cách làm sạch chúng thôi. Cậu không cần phải ăn vỏ. Điều quan trọng nhất là cái gì bên trong. Đấy, nhìn ngon làm sao. Còn đây là những cái gì mà cậu cần đổ lên bánh của cậu. Hôi quá, và tớ phải ăn nó sao? Tất nhiên rồi. Tại sao cậu có thể làm được như thế này? Làm nào có thể làm hỏng chiếc bánh ngon như vậy? Ôi, tớ sẽ nôn mửa vì một cái nhìn mất. Ôi, bây giờ tớ mới thực sự mới nôn ý. Wow. Ôi, ngọc trai này. Suzy, đừng làm phiền tớ. Tớ đã mở ra, vì vậy nó là của tớ. Bỏ ra, đây là của tớ. Và ngọc trai cũng là của tớ. Ôi không. Bây giờ nó đâu rồi? Tớ phải tìm được nó. Tại sao lại là cậu? Tớ sẽ tìm thấy nó trước.
Ôi cái gì vậy, không nhìn thấy gì cả. Trời ạ, không có gì. Rõ ràng chúng ta đã vô ích bôi bẩn trong chai và bánh rồi. Lần này đến lượt tớ quay bánh xe trước. Không, đây là lượt của tớ rồi. Hoan hô, tớ mơ tớ thấy bắt gặp những kẹo dẻo này. Với chúng chiếc bánh lấp lánh này với hương vị mới. Và thêm vào đó, trông tóc rất là buồn cười. Ôi, không có gì buồn cười cả. Bây giờ hãy xem cái gì đang đợi tớ nhé. Lần này tớ có mì tôm. Trời ạ, cái gì đây? Ừ đúng rồi, cậu sẽ phải trang trí cái bánh với đó thôi. Cậu còn chờ đợi gì nữa, làm đi. Okay. Thôi được rồi, phải làm thôi. Xong rồi. Ôi, tớ chưa bao giờ thử một sự kết hợp hương vị kỳ lạ như vậy đâu. Oh no. Ồ, thực sự là kinh khủng. Ôi, tiếng nhai giòn thật là kinh tởm. Tớ phải bịt tai lại thôi. Ôi, tớ có một ý kiến rồi. Nếu tớ đổ nước sôi lên bánh của tớ thì sợi mình sẽ trở nên mềm và dễ chịu hơn rất là nhiều. Ôi, đẹp thế. Bây giờ tớ có một món ăn đẹp để ăn trưa rồi. Ôi, tớ rất thích đấy. Trong khi Monica đang nghẹn ngào với mì tôm, tớ sẽ trang trí chiếc bánh của mình bằng kẹo dẻo. Đấy, đây mới là đẹp đây này. Monica đừng mơ. Cậu đã nói cậu ăn trưa rồi mà. Đấy, ăn đi. Tớ nghĩ Suzy sẽ không buồn nếu tớ lấy một viên kẹo dẻo nhờ. Ê, đừng tham lam nữa. Ê, thả ra, trời ạ. Ai? Cậu đã làm gì vậy? Tớ suýt thì bị ăn đòn. Đó là cú đánh ngon nhất trong cuộc đời tớ. Chúng ta oản tử tì xem ai quay đầu tiên nhá. Hoan hô, tớ thắng rồi. Ớt, không. Monica, cậu đã gieo rắc điều xui xẻo lên cho tớ rồi. Ôi, hy vọng lần này tớ may mắn. Ôi, cuối cùng. Tớ rất vui vì tớ có thể ăn chiếc bánh của mình mà không phải nhăn mặt. Ôi, ước gì mình có thể nhanh tay trang trí bằng những chiếc mứt cam ngon này. Ừ. Phải đổ chúng hết cả lên. Đẹp quá. Ôi, cuối cùng có những thứ tuyệt vời đang rất đợi tớ đây. Không Suzy, tớ sẽ không cho cậu ăn đâu. Ôi, tớ muốn ăn từng con mắt một. Ôi, đúng rồi. Ngon quá. Monica, cậu nghĩ tớ sẽ không thể lấy được cái kẹo sao? Trời ạ, buồn thế. Ôi, tớ đã mong chờ điều này bao nhiêu lâu rồi. Cuối cùng, tớ có thể thưởng thức chiếc bánh của mình. Wow, cậu ấy nhanh thật đấy. Và con mắt cuối cùng, tớ sẽ ăn theo một cách khác thường nhé. Ấy, ôi, nó không hoạt động một chút nào. Nhưng mà tớ có thể làm được, chúng thực sự rất là ngon đấy. Đồ ăn trộm. Đây đến lúc cậu phá nốt của mình rồi đấy. Không, tớ thậm chí sợ nhìn vào chúng ý. Tớ hy vọng tớ sẽ không bị bỏng từ bên trong. Hãy để tớ giúp cậu nhé. Đây, nhanh lên. Cắt con quái vật lửa đó đi. Thôi được rồi. Bắt đầu thôi. Ôi, tớ đã cắn một miếng nhưng tớ có thể cảm thấy ngọn lửa đang lan tỏa khắp cơ thể mình rồi. Ôi, như này không đủ, cậu phải ăn hết cả bánh. Tớ không biết cậu lại tàn nhẫn như vậy đâu. Ôi không. Ôi, lửa quá rồi, đã đến lúc cứu Suzy rồi. Ôi, bây giờ dễ dàng hơn rồi đấy. Cảm ơn cậu Monica.